Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. 2/3 số phụ nữ bị phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. Phù Cừ sàng lọc miễn phí huyết áp, tiểu đường cho người dân. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách phòng chống bệnh tiêu chảy trong mùa nắng nóng. Mục Cẩm nang y học kỳ này là cách sơ cứu say nắng say nóng. Phần cuối của chương trình là câu chuyện cảnh báo tình trạng loạn thần do rượu. Sau đây là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Dự luật phòng chống tác hại của bia rượu do Bộ Y tế xây dựng dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6, khai mạc vào cuối tháng 10 năm nay. Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và thứ 29 trong số 192 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc về tiêu thụ bia rượu. Uống bia rượu ở mức độ nguy hại là có ít nhất một lần uống 60 gram cồn trở lên, tương đương với 4 chai lon 330ml, nồng độ cồn 5% trong vòng 30 ngày. Theo điều tra của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế năm 2017, 45% số hộ gia đình có ít nhất một người uống bia rượu ở mức độ nguy hại. Tỷ lệ này trong nhóm nam đã tăng gần gấp đôi sau 5 năm. Dự thảo luật hướng tới nâng cao sức khỏe của người dân và phòng chống những vấn đề xã hội gây ra bởi lạm dụng bia rượu như bạo lực gia đình, uống rượu bia khi lái xe, gây rối trật tự xã hội. Hiện nay, phụ nữ và trẻ em, những người không sử dụng thuốc lá đang phải gánh chịu hậu quả của hút thuốc thụ động, phơi nhiễm ngoài ý muốn. Khoảng 1/2 trẻ em 13 đến 15 tuổi và 2/3 phụ nữ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động ngay tại gia đình. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường xuyên hít phải khói thuốc lá làm tăng tỷ lệ viêm đường hô hấp, tăng triệu chứng của đường hô hấp mãn tính như hen, giảm sự phát triển của phổi và tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc lá có thể gây biến đổi sự phát triển của bào thai, dễ sảy thai, đẻ non hoặc sinh con nhẹ cân. Tuần qua, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã kịp thời cấp cứu, điều trị đột quỵ não, hạn chế biến chứng cho 3 bệnh nhân. Như vậy, qua 6 tháng đầu năm nay, đã có 10 ca bệnh được điều trị thoát khỏi biến chứng liệt nửa người bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Đây là phương pháp điều trị biến chứng liệt nửa người cho các bệnh nhân bị đột quỵ tiên tiến nhất hiện nay. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn ít người biết. Hiểu được tác dụng cũng như những yếu tố cần thiết để áp dụng kỹ thuật này cho bệnh nhân đột quỵ sẽ giúp người bệnh tránh được những biến chứng như liệt nửa người cũng như những áp lực kinh tế cho gia đình bệnh nhân về lâu dài. Điều trị đột quỵ bằng phương pháp tiêu sợi huyết đã được Bệnh viện Đa khoa Phố Nối triển khai thực hiện từ năm 2014. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân được cấp cứu điều trị khỏi vẫn chưa cao so với tổng số lượng bệnh nhân bị đột quỵ não. Thưa bác sĩ, trong cái trường hợp nào thì bệnh nhân có thể được ứng dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết ạ? Thì chúng tôi đánh giá rất là chặt chẽ thì chúng tôi mới quyết định là có làm cho bệnh nhân hay không. Bốn cái chỉ định đấy là gì? Đấy là bệnh nhân thứ nhất là có biểu hiện lâm sàng là cái đột quỵ não. Đấy, thứ hai là trên cái hình ảnh CT ấy, là bệnh nhân không được có cái hình ảnh chảy máu não. Thứ ba nữa là cái thang điểm chúng tôi trong đột quỵ đó là thang điểm NIS. Đấy, nó dao động trong khoảng từ 4 đến 24 điểm. Mặc dù là hình ảnh nhồi máu não nhưng mà cái diện tổn thương là không vượt quá 1/3 bán cầu não. Bác sĩ hãy đưa ra một vài cái lời khuyên cho khán giả truyền hình trong cái việc mà sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân bị đột quỵ tại nhà. Việc đầu tiên phải để bệnh nhân nằm một chỗ. Đấy, đặc biệt là nếu trong trường hợp mà bệnh nhân hôn mê chúng ta phải cho nằm nghiêng. Còn bình thường chúng ta có thể cho nằm đầu cao một chút. Việc thứ hai rất là quan trọng, đấy là bệnh nhân không được để bệnh nhân ăn uống cái gì cả. Đấy. Nếu như trong trường hợp mà rất nhiều người chúng ta hay cho uống làm là an cung nghiêu hoàng hoàn, rồi là sừng tê giác, nhiều trường hợp khi bệnh nhân ra rối loạn nuốt chẳng hạn, đấy, thì bệnh nhân rất có nguy cơ sặc và đem những cái tiên lượng rất là nặng cho bệnh nhân. Sau đó, nếu như gia đình ai mà bị những cái bệnh mà sẵn có như đái tháo đường hoặc huyết áp thì chúng ta phải kiểm tra ngay huyết áp xem cao hay thấp. Rồi chúng ta có thể làm cái test đường máu xem là có hạ đường huyết hay không. Nếu hạ đường huyết thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống một chút đường thôi, nếu như bệnh nhân còn tỉnh táo. Đấy. Còn nếu như bệnh nhân không tỉnh táo thì chúng ta phải rất cẩn thận, bởi vì kể cả một động tác uống thì cũng dễ sặc cho bệnh nhân. Và việc thứ hai là chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với cái cơ sở y tế. Chúng ta đừng có để trì hoãn bệnh nhân ở nhà, làm cho chậm cái quá trình mà bệnh nhân được tiếp xúc với cái can thiệp về y tế tốt nhất.
Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ phối hợp với trạm y tế 5 xã tổ chức khám sàng lọc, xét nghiệm và truyền thông giáo dục sức khỏe miễn phí, bệnh tiểu đường và tăng huyết áp cho hơn 1.000 người dân từ 40 tuổi trở lên. Các buổi khám được triển khai tại 5 xã Nguyên Hòa, Phan Xào Nam, Tam Đa, Tống Chân, Tống Phan. Tại đây, các y bác sĩ tiến hành khám, đo huyết áp, đo đường huyết, tư vấn, phát tài liệu cung cấp kiến thức giúp cho cộng đồng hiểu và nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, cách dự phòng và nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng cho người dân. Nếu phát hiện người dân có chỉ số huyết áp, chỉ số đường huyết cao, sẽ tư vấn cho các đối tượng biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Cùng Sống Khỏe, hợp tác giữa Sở Y tế Hưng Yên và Quỹ Vì Sức Khỏe Tim Mạch Việt Nam. Những ngày gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng gay gắt, xen lẫn mưa ẩm là điều kiện để nhiều loại bệnh phát sinh, phát triển, trong đó có các bệnh về xương khớp. Tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, số bệnh nhân xương khớp tăng lên đáng kể. Kể từ đầu tháng 6, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 50 đến 60 bệnh nhân, tăng 15% so với các tháng trước. Các loại bệnh nhập viện gia tăng giai đoạn này phải kể đến là thoái hóa khớp gối, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa cột sống, bệnh gút, viêm cột sống dính khớp, thoát vị đĩa đệm cột sống. Hiện tại, khoa y học cổ truyền của trung tâm đã được trang bị nhiều máy móc như điện châm, thủy châm, máy kéo giãn cột sống, đèn chiếu tia hồng ngoại. Nhờ được đầu tư về trang thiết bị cũng như trình độ y bác sĩ ngày càng được nâng cao, do đó tỷ lệ bệnh nhân đến với khoa y học cổ truyền ngày càng đông. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị thành công năm sau cao hơn năm trước, số bệnh nhân phải chuyển tuyến ngày càng giảm. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mùa hè nóng nực, đây là điều kiện rất thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây tiêu chảy, bùng phát và xâm nhập qua thức ăn, đồ uống. Bệnh thường gặp ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém, nguồn nước, thức ăn bị ô nhiễm, thức ăn bán ở vỉa hè, đường phố, cỗ bàn, v.v. Để phòng chống bệnh này, mời quý vị đến với những chia sẻ của bác sĩ Trần Đức Băng, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Xin chào bác sĩ ạ. Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay thì bệnh tiêu chảy đã diễn biến như thế nào và những đối tượng nào dễ bị nhiễm bệnh ạ? Bệnh tiêu chảy cấp thì gặp rải rác quanh năm, tuy nhiên thì vào mùa nóng, mùa xuân và hè thì là có xu hướng nhiều hơn. Đấy, nguyên nhân là do cái thời tiết nóng ẩm thì thích hợp cho các vi khuẩn gây bệnh đường ruột sinh sôi nảy nở, gây bệnh và sinh độc tố. Tiêu chảy cấp thì rất là dễ nhận biết. Bệnh nhân thì bao giờ cũng có cái dấu hiệu như là đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng, kèm theo là các dấu hiệu của mất nước điện giải, ví dụ như là da môi khô, tiểu ít, thậm chí thì có những cái trường hợp nặng thì bệnh nhân có thể có trụy mạch và ngất. Nếu không được điều trị và cấp cứu kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tất cả mọi người đều có thể bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên thì ở khoa thì thường gặp ở những cái đối tượng mà có cái điều kiện vệ sinh, ăn uống kém. Ví dụ như là những người mà thường xuyên phải ăn thức ăn đường phố, người lao động ăn thức ăn đường phố, hoặc là những người có cái sức đề kháng yếu như là trẻ em, hoặc là người già mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường, xơ gan hoặc tình trạng suy dinh dưỡng. Bệnh này thì sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như ra sao ạ? Tiêu chảy cấp mức độ nặng nếu mà không được điều trị kịp thời thì có thể gây trụy mạch. Bệnh nhân có thể tử vong do mất nước và điện giải trong một thời gian rất là ngắn và không bù kịp. Ngoài ra thì có thêm những cái biểu hiện khác, những cái hậu quả khác, ví dụ như là tiêu chảy và kéo dài không cầm thì có thể dẫn đến suy thận. Một cái nguy cơ nữa đó là cái tình trạng suy dinh dưỡng hay gặp ở trẻ em và người già do cái tình trạng tiêu chảy kéo dài, mất nước, loạn khuẩn đường ruột dẫn đến tình trạng kém hấp thu. Và khi đó thì nó lại tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý, tức là hấp thu kém và đi ngoài nhiều lần, dinh dưỡng kém và cứ như thế thì dẫn đến tình trạng suy kiệt, suy dinh dưỡng. Xin bác sĩ một vài cái lưu ý về cách xử trí khi bệnh nhân bị nhiễm tiêu chảy. Đối với lại những cái trường hợp mà bị tiêu chảy cấp thì có một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất là phải bù nước sớm cho bệnh nhân. Thậm chí không cần đến các cơ sở y tế mà bệnh nhân có biểu hiện tiêu chảy cấp là có dấu hiệu mất nước là phải bù nước bằng đường uống. Dung dịch Orezon rất là dễ kiếm tại các cái hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế gần nhà. Bệnh nhân có thể pha theo đúng cách và uống trong thời gian chờ đi khám bệnh.
Ngoài ra nếu mà không có oregazone thì người bệnh có thể bù nước và điện giải bằng cách uống các dung dịch cháo, nước cháo muối hoặc là nước dừa, đã khắc phục được cái tình trạng mất nước sớm và không để lại những cái hậu quả trầm trọng. Ngoài ra thì các loại thuốc tiêu chảy trên thị trường rất là nhiều. Những bệnh nhân bị tiêu chảy thì không nên tùy tiện uống bất kỳ các loại kháng sinh hoặc là thuốc cầm ỉa nào, đặc biệt là các cái loperamide hoặc là các cái chế phẩm của thuốc viện như là viên rửa, vì nó có thể làm cho bệnh nhân mất cái triệu chứng đi ngoài, nhưng mà thực ra thì cái tình trạng tiêu chảy nó vẫn còn nặng nề, phân nó vẫn còn tích ở trong lòng ruột và gây nên cái trạng thái chủ quan cho người bệnh, và người bệnh có thể mất nước mà gọi là tiêu chảy khô, tức là mất nước nhưng mà không có bài xuất ra ngoài. Đấy, một lời khuyên là nên đến khám các cái cơ sở y tế khi mà có cái biểu hiện của bệnh tiêu chảy để được tư vấn điều trị cho nó kịp thời. Để phòng chống thì người dân cần phải làm gì ạ? Ngoài ra thì để phòng chống cái bệnh tiêu chảy thì cách đơn giản nhất là giữ vệ sinh ăn uống, hạn chế ăn thức ăn đường phố và chế biến thức ăn đảm bảo tươi, chế biến bữa nào ăn bữa đấy, hạn chế cái tình trạng để thức ăn qua bữa, và nếu qua bữa thì phải đun lại, ăn chín uống chín. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè. Không chỉ có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu mà còn có thể gây đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời, có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bác sĩ Trần Đồng Bình, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, hướng dẫn cách sơ cứu đơn giản mà hiệu quả khi có người bị say nắng, say nóng. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bây giờ thì đang là vào mùa hè. Thì cái mùa này thì bà con nông dân thì đang vào mùa thu gặt, rồi hiện tại thì các khu công nghiệp thì rất là nhiều, thì công nhân có thể làm những ở cái môi trường sẽ nắng nóng và không được làm thoáng mát thì rất dễ có thể xảy ra là tình trạng là say nóng, say nắng. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách nhận biết xử trí những bệnh nhân say nắng, say nóng. Cách nhận biết của bệnh nhân say nắng, say nóng thì cũng không khó. Đấy. Thì chủ yếu nó biểu hiện qua hai triệu chứng chính. Thứ nhất là do tăng thân nhiệt. Đấy. Thứ hai là biểu hiện qua thần kinh. Thì tăng thân nhiệt như thế nào là thì mình sẽ bắt gặp một bệnh nhân tự nhiên là có thể là lơ mơ. Đấy. Rồi buồn nôn, nôn. Rồi có thể là gặp những trường hợp hôn mê, đấy là trường hợp nặng. Đấy. Rồi khi mình tiếp cận vào thì mình sẽ thấy là bệnh nhân sờ sẽ rất là nóng, vã mồ hôi, tình kêu khó thở, đấy là nhịp tim nhanh. Cái xử trí của bệnh nhân trên một bệnh nhân say nắng say nóng ấy, thì xử trí này một dạng cấp cứu, xử trí càng sớm thì càng tốt. Đấy, thì khi mình đang ở môi trường bên ngoài bệnh viện thì mình không có đủ dụng cụ thì mình sẽ xử trí tạm thời một cách là đưa bệnh nhân vào cái nơi có bóng râm. Đấy, bóng râm ở đây thì có thể là dưới bóng tán lá cây này, hoặc là gần được nhà, có cạnh nhà một xung quanh đấy thì đưa vào nhà thì là tiện nhất. Thì vào nhà thì cũng có được một số những vật dụng để xử trí bệnh nhân. Thì đầu tiên mình nhận biết nhanh chóng bệnh nhân bị say nóng, sau đó thì mình sẽ đưa bệnh nhân vào vùng mát, sau đó mình sẽ làm một số động tác sau. Đầu tiên thì cởi quần áo cho bệnh nhân được thoáng mát. Có người hỗ trợ thì mình lên gọi người hỗ trợ cùng mình làm việc thì nó sẽ nhanh hơn. Mình sẽ chuẩn bị một thau nước nóng rồi pha nước lạnh vào để nhiệt độ cảm giác được 37 độ C thì mình sẽ làm nhanh càng tốt. Đau biệt vùng bệnh, vùng nách và vùng cổ. Mình chuẩn bị luôn một cái quạt đấy để thổi cho cái hơi nước này nó bay lên thì nó sẽ đem theo cái nhiệt độ cơ thể đi. Đấy, nhiệt độ mà giảm được cứ 0,2 độ C trên một phút thì là đạt tiêu chuẩn. Sau khi mình chườm ấm xong thì mình nên chuẩn bị một túi nước đá. Rồi sau đó mình sẽ chườm nách, vùng cổ và vùng bẹn. Chườm tích cực. Và
và tích cực cho bệnh nhân uống nước, bổ nước điện giải và những gói oxyzone thì càng tốt, bổ nước điện giải sẽ tốt hơn. Chứ uống nếu mà nước chỉ là nước trắng không thì có thể là sẽ bị thiếu mất natri, nghĩa là thiếu mất muối thì cũng không hẳn là tốt, nhưng mà có cái gì thì mình dùng cái đấy. Rồi sau đấy thì mình đưa bệnh nhân, gọi xe đưa bệnh nhân đến nơi chặn, đến nơi có cơ sở y tế gần nhất. Tình trạng say nắng tưởng chừng rất là đơn giản và nhẹ, nhưng thực chất ra thì bệnh say nắng là một tình trạng rất nặng và để lại rất là nhiều biến chứng. Nó sẽ gây biến chứng trên toàn bộ hệ thống cơ thể, như tim thì nhịp tim nhanh rồi loạn nhịp, đấy, làm cho nhồi máu cơ tim, men tim tăng, men cơ tăng. Đấy. Trên phổi thì gây ra tình trạng khó thở này, rồi siêu hấp, rồi hội chứng siêu hấp cấp. Trên thận thì gây ra suy thận, vì men cơ tăng thì nó sẽ gây ra suy thận, đấy, suy thận cấp. Trên tiêu hóa thì có thể gây ra sốt huyết tiêu hóa. Đấy. Còn trên não thì có thể gây ra là sốt huyết não, rồi phù não. Vì thế thì bà con nên lưu ý và có những bước xử trí kịp thời thì sẽ cứu sống được bệnh nhân và tránh được những biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, ai cũng biết rượu bia là tác nhân gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho gia đình và xã hội. Rượu bia không những gián tiếp gây ra nhiều vụ giết người, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông, mà còn là nguyên nhân chính gây ngộ độc, nhiều bệnh mãn tính khác, thậm chí gây ra bệnh loạn thần, hoang tưởng, khiến không ít gia đình phải khổ đau tan nát. Nhiều trường hợp đã buộc phải đưa vào bệnh viện điều trị chứng rối loạn tâm thần, phản ánh tại Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh. Bệnh nhân Phạm Văn Hùng ở xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ được đưa vào khoa cai nghiện tự nguyện và phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh điều trị từ gần một tháng nay vì chứng loạn thần. Nguyên nhân là do rượu. Ông Hùng trước khi nhập viện đã có khoảng 10 năm nghiện rượu. Bữa nào ông cũng uống, nếu gặp bạn bè chén chú chén anh thì ông Hùng phải uống trên nửa lít rượu. Mặc dù chưa đến mức mất kiểm soát dẫn đến đánh chửi vợ con, nhưng thời gian trước đây ông Hùng lại có một biểu hiện lạ, hoang tưởng, thường hay lẩm bẩm nói chuyện một mình. Bình thường ngày nào thì cũng uống. Mình thì thường thì hay bị ảo giác, là ví dụ như là nhớ về những người âm, rồi là có thể là nó nói nó lan man lên một tí. Tôi uống rượu thì không đánh chửi. Có lần vừa rồi là anh ấy kiểu là thần kinh, kiểu là hoang mang ấy, thế này mới cho lên viện. Thế cứ toàn nói chuyện với người âm, cứ toàn nhìn thấy người chết ấy, sống lại bầu chết ấy. Còn bệnh nhân Đỗ Cao Ba ở Thuần Hưng, huyện Khoái Châu cũng nhập viện điều trị chứng loạn thần được gần 2 tháng. Bản thân ông Ba đã có khoảng 25 năm luôn chìm đắm trong ma men, uống nhiều rượu, cơ thể suy kiệt dẫn đến hoang tưởng, hành động không thể kiểm soát, ngày càng tăng và gia đình buộc phải đưa ông vào đây điều trị. Trong đầu mình mà cái lúc mà mình bị say thì coi như là nó diễn ra toàn những cái linh tinh, kéo đến những các cái việc mà mình đã làm nó không hay. Ví dụ như là chửi bới vợ con, hay là coi như là quát nạt hàng xóm đang giềng, gây mất an ninh trật tự. Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên, hiện bệnh viện đang điều trị cho trên 160 bệnh nhân. Trong số đó có tới 1/3 số bệnh nhân bị loạn thần do rượu bia, và tỷ lệ này có chiều hướng tăng theo từng năm, trung bình tăng khoảng từ 5 đến 10%. Đa phần các bệnh nhân đều có tiền sử uống rượu từ 10 năm trở lên, có người uống rượu từ 25 năm đến 30 năm. Đáng chú ý, bệnh nhân loạn thần do rượu bia có tuổi đời ngày càng trẻ, từ 30 đến 35 tuổi. Loạn thần mà do rượu nặng nhất ở với chúng tôi ở đây, tôi ở giới với chuyên môn thì người ta gọi là mê sảng do rượu. Thì bản thân trong cái mê sảng do rượu thì tính mạng người bệnh bị đe dọa tới 25% khi người ta say rượu hoặc là người ta loạn thần thông thường thôi. Tức là chưa phải mức độ mà mê sảng ấy, thì lúc ấy người thân có thể rất bị nguy hiểm. Do người ta không tỉnh, người ta bị thu hẹp hoặc là người ta có những cái hoang tưởng ảo giác, hoang tưởng bị người khác đuổi bắt thì người ta sẽ có cái ý thức đề phòng, chống lại. Hoặc là những lúc người ta không kiềm chế được nó, cái hành vi rối loạn và người ta nó dẫn đến những cái xung động đập phá, đâm chém giết người. Mặc dù đã biết tác hại của rượu bia, thế nhưng đa phần nam giới vẫn cứ tìm đến nó như một thú vui không thể thiếu trong mỗi cuộc giao lưu gặp gỡ, và thực tế đã có rất nhiều gia đình khốn khổ cũng chỉ vì rượu.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.